Năm bộ phim cổ trang khiến màn ảnh bùng cháy của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh. Giới phim truyền hình đại lục năm 2024 rất sôi động, chẳng hạn như Mo Yu Yun Chien, Hùa Hồ Niên, Sauvignon Blanc 2, v.v. Đặc biệt là những CP kinh điển từng khiến trái tim chúng ta đập thình thịch đang quay trở lại. Biên tập đã giúp các bạn chọn ra 5 cặp đôi hội ngộ như Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh, Yu Su Xin và Đinh Yu Si. Họ sẽ lại đốt cháy màn ảnh và mang đến cho chúng ta sự ngọt ngào và đam mê vô hạn. 1. Đi cùng Phượng Hoàng, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Working with the Phoenix được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Zhu Lu Feixiang với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bộ phim là bộ phim truyền hình thứ 2 của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau The Legend of Chu Cheo, một cô con gái của thế giới tâm linh, Triệu Lệ Dĩnh, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, đã bỏ trốn để từ chối cuộc hôn nhân, nhưng được Sang Sen Sinh Chư, do Lâm Canh Tân thủ vai, cứu khi cô bị giết trên đường đi. Cái kết bi thảm của Vu Văn Việt và Sở Kiều trong The Legend of Chu Cheo hồi đó rất đáng thất vọng. Giờ đây, bộ đôi của cả hai có thể coi là đang đưa ra lời giải thích cho người hâm mộ. 2. Bức màn ngọc và bức màn ngọc, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh. Bức màn ngọc trai và bức màn ngọc có sự tham gia của Chao Lucy, Lưu Vũ Ninh và Tang Xiao Thiên. Bộ phim là lần hợp tác thứ hai của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sau Long Song Sinh, Chao Lucy, và kể câu chuyện cô trốn thoát khỏi cánh đồng ngọc trai, gia nhập đoàn lữ hành của Yan Zijing do Lưu Vũ Ninh thủ vai, một doanh nhân đến từ Tây Vực. Cô đã thành công trong giới kinh doanh nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh thông minh của mình. Vướng vào bí mật cuộc đời và con đường báo thù, cô vẫn thành công trở thành nữ doanh nhân thế hệ. Câu chuyện Princess God Romance giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh trong Long Song Sinh ngọt ngào và hấp dẫn đến không ngờ. Câu thoại CP phụ Little White Rabbit and Big Bad Wolf dường như được yêu thích hơn cả câu thoại chính. Rất vui, rất mong chờ xem họ sẽ tạo ra tia lửa như thế nào trong bộ phim mới, phải không? 3. Cây ô liu trắng, Li Anqie, Chen Chezhuan. Why Ô Liu Chi được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Zhu Zuexi với sự tham gia của Li Anqie và Chen Chezhuan. Bộ phim là lần hợp tác thứ hai của Li Anqie và Chen Chezhuan sau The Two Bride, do Li Anqie thủ vai. Trong một cuộc phỏng vấn ở Dongguo, nơi chiến tranh đang hỗn loạn, tôi gặp Li Zhan, do Chen Chezhuan thủ vai, một kỹ sư phá rỡ. Hai người nhanh chóng yêu nhau nhưng một vụ nổ đã chia cắt họ. Li Anqie và Chen Chezhuan lần lượt đóng vai Xiao Yue và Su Ying trong The Two Bride. Cốt truyện truy đuổi điên cuồng lần này rất ngọt ngào và mới mẻ, được nhiều hơn trong phần lạm dụng. 4. Dòng sông sao đêm vĩnh cửu, Yu Su Xin, Đinh Yu Si. Ngôi sao đêm vĩnh cửu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cẩm nang chiến lược hoa sen đen của thành phố văn học Tấn Giang Bai Yêu với sự tham gia của Yu Su Xin và Đinh Yu Si. Bộ phim là sự hợp tác thứ hai giữa Yu Su Xin và Đinh Yu Si sau Những Biến Thể Ánh Trăng, Cô Gái Ma Quái Linh Meo Miêu, do Yu Su Xin thủ vai, kể câu chuyện cô vô tình du hành xuyên sách để quay trở lại thời hiện đại. Cô phải săn quái vật và quái vật cùng với chàng trai bí ẩn M.U. Sân, do Đinh thủ vai. Ngọc Hy, Yu Su Xin và Đinh Yu Si lần lượt đóng vai biên tập viên và nhà văn trong Những Biến Thể Ánh Trăng. Họ không hề quen biết nhau ngoài đời nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình là bạn mạng, đã trò chuyện từ lâu. Cuối cùng, họ vô tình liên lạc với nhau. Bumping in Roommate là một bộ phim kết hợp giữa lãng mạn, tình yêu ngọt ngào và kịch tính. Từ phần giới thiệu của Eternal Night Galaxy, một số cư dân mạng suy đoán rằng họ sẽ tiếp tục không khí hạnh phúc này. Kẻ thù Nam, Mỹ Nhân Quê Hương, Dương Tử, Lý Hiển, Người Đẹp Quốc Dân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Y Chien Chong với sự tham gia của Yang Ji và Li Xian. Bộ phim là lần hợp tác thứ hai giữa Yang Ji và Li Xian sau Dear Beloved,
nhà đường và kể chuyện câu chuyện về He Vayang, do Yang Ji thủ vai, con gái của một thương gia, và Chiang Chang Yang, do Li Xian thủ vai, một quan đại thần thân cận của hoàng đế, cùng nhau bước vào thế giới kinh doanh. Ngày ấy, Dương Tử và Lý giờ đây đã tạo thành cặp đôi trẻ thơ trong Dear Believe và vẫn là CP kinh điển của nhiều bộ phim truyền hình ngọt ngào Trung Quốc. Lần này, họ nhảy từ thời trang sang trang phục cổ trang, từ thể thao điện tử đến thể thao điện tử. Giới kinh doanh, tôi hy vọng các nhà văn có thể cho họ nhiều đường hơn. Bản tin 02, 10 bộ phim được truyền miệng và xem trực tuyến. Mo Yoon Chien rất nổi tiếng, nhưng bộ phim cuối cùng là hay nhất trong số những bộ phim hay nhất. Mặc dù một số bộ phim truyền hình có đánh giá kém nhưng hiệu suất xếp hạng của chúng rất đáng kinh ngạc. Ví dụ, In the Cloud và The Year of Love gần đây rất nổi tiếng nhưng lại có đánh giá trung bình. Những bộ phim truyền hình được đánh giá cao dần xuất hiện như Sauvignon Blanc, Kỷ niệm hơn năm, Chuyện bông hồng đều là những tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt với số điểm vượt 7 trên đa bần. Không dễ để đạt được cả hiệu suất truyền miệng và xếp hạng. Sau đây là 10 bộ phim truyền hình có cả lượng truyền miệng cộng lượng phát sóng trực tuyến trong 3 năm qua. Bộ phim cuối cùng là hay nhất trong số những bộ phim hay nhất. Dreamer một vừa, truyền miệng cộng lượt xem trực tuyến trong 3 năm qua, Kỷ niệm hơn năm của Chang Ru Win và Lee Jin phần 2, mùa thứ 2 của Kỷ niệm hơn năm đạt điểm 7,2 trên đa bần và có 4,019 tỷ lượt xem trực tuyến. Mùa đầu tiên của Kỷ niệm hơn năm là một bộ phim truyền hình bom tấn hiện tượng với lượt xem trực tuyến vượt quá 10 tỷ. Và mùa thứ hai, phát hành sau 5 năm, vẫn được yêu thích. Mùa thứ hai của Kỷ niệm hơn 5 năm hiện đã vượt mốc 4 tỷ lượt xem trực tuyến, trở thành bộ phim có lượng xem trực tuyến cao nhất năm 2024. Và danh tiếng của Kỷ niệm hơn 5, mùa thứ hai vẫn chưa hề sụp đổ. Mùa thứ hai của Kỷ niệm hơn 5 vẫn giữ nguyên lộ trình hài hước ban đầu, lúc căng thẳng sôi động, lúc lại hài hước vui nhộn với những pha đảo ngược liên tục. Việc xây dựng nhân vật chưa bị sụp đổ đáng kể, kỹ năng viết kịch bản của biên kịch Vương Quyên vẫn ổn định. Kỷ niệm hơn năm cũng sẽ ra mắt mùa thứ ba, hy vọng mùa thứ ba có thể duy trì được đẳng cấp của hai mùa đầu tiên. Dreamer 2 vừa truyền miệng cộng lượt xem trực tuyến trong 3 năm qua, Working with the Phoenix của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, Du Hịch cùng Phượng Hoàng có rating trên đa bần là 7,2 và lượng xem trực tuyến là 2,965 tỷ. Du Hành cùng Phượng Hoàng cũng là bộ phim thần tượng cổ trang gây bất ngờ trong năm nay. Trong vài năm qua, nhiều bộ phim truyền hình kinh phí lớn S cộng của Tenen có danh tiếng kém, nhưng chất lượng của Du Hành cùng Phượng Hoàng, Kỷ niệm hơn 5 tuổi và Sauvignon Blanc phát hành trong những năm gần đây vẫn không hề suy giảm. Làn nước trong xanh, những ngọn núi xanh và những hiệu ứng đặc biệt được quay trong những cảnh thực đều rất bắt mắt. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh còn là nhà sản xuất của Đi cùng Phượng Hoàng. Phải nói rằng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm gần đây thực sự ấn tượng. Với tư cách là một diễn viên, cô đã tham gia 4 bộ phim bao gồm Bạn Có Biết, Hạnh Phúc Đến Với Vạn Ngôi Nhà, Gió Thổi Pinelia và Đi Bộ With The Phoenix. Đa bần nhận được đánh giá 7 điểm trên đa bần. Đồng thời với tư cách là nhà sản xuất, anh cũng đã mang đến cho khán giả một bộ phim hay rất mạnh. Dreamer 3 vừa truyền miệng cộng view online trong 3 năm qua, Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi và Đồng Đại Vi, Chuyện Hoa Hồng có rating trên đa bần là 7,3 và lượng xem trực tuyến là 1,813 tỷ. Chuyện Hoa Hồng là bộ phim truyền hình đô thị chất lượng cao nửa đầu năm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Isu và kể về một số câu chuyện tình yêu của nữ chính Hoang Imei. Có 5 nhân vật nam chính trong vở kịch, bao gồm anh trai kiểm soát em gái, mối tình đầu Bai Duy Hoang, người chồng, người bạn tâm giao và anh trai cún con. Mỗi người trong số 5 người đàn ông đều có những đặc điểm riêng. Những tác phẩm mà Lưu Diệc Phi ra mắt trong những năm gần đây cũng rất đáng ngạc nhiên. Go Where the Wind Is năm 2023 đạt điểm cao 8,7 trên đa bần. Tuy nhiên,
tiết tấu phim tương đối chậm nên hiệu suất rating không được như ý. Hay như câu chuyện về bông hồng, quá trình quay phim, chuyện hoa hồng, rất hấp dẫn, hình ảnh thoạt nhìn rất chất lượng, tuy cốt truyện bị chê là quá đẫm máu nhưng chắc chắn là rất đẹp mắt. Âm mưu của nhiều tên cặn bã có thể tìm thấy trên thực tế. Âm mưu gây tiếng vang rất lớn nên độ phổ biến và lượt xem trên mạng ngày càng tăng. Dreamer 4 vừa, truyền miệng cộng lượng phát sóng trực tuyến. Trong 3 năm qua, Thợ Săn Tội Phạm của Tan Chien Chi và Jin Si Jia, sách minh họa Săn Tội Phạm, có điểm đa bần là 7,6 và lượng phát sóng trực tuyến là 2,013 tỷ. Bộ phim hồi hộp The Illustrated Crime Hunter có thể được gọi là chú ngựa ô của năm 2022. Đây không phải là một bộ phim truyền hình cổ trang kinh phí lớn như Kỷ Niệm Nhiều Năm và Du Hành Cùng Phượng Hoàng, nhưng nó đã đạt được kỳ tích với một bộ phim truyền hình kinh phí lớn. Trị giá, trước khi phát sóng, không có ai quan tâm đến nó và Iki cũng không mấy lạc quan nên đã phân phối cho Tenen để phát sóng trên mạng kép. Tuy nhiên, sau khi phát sóng, nó đã nhận được đánh giá rất cao và được một lượng lớn người xem giới thiệu. Những người hâm mộ phim truyền hình đột nhiên tung ra thị trường một bộ phim hồi hộp với một ngôi sao vô danh. Nó nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và chủ đề này vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt thời gian phát sóng. Hiệu suất xếp hạng trên cả hai nền tảng Iki và Tenen đều rất tốt, khiến nhiều người chú ý. Những khán giả ban đầu không xem những bộ phim hồi hộp sẽ theo dõi chương trình Thợ Săn Tội Phạm cũng đã thúc đẩy sự nổi lên của các diễn viên. Nam diễn viên Jin Si Jia, người vốn không được ai quan tâm, đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Tan Chien Chi đã thu hút vô số người hâm mộ trước đây. Và The Cyborgs Are Not Begonia Red, dù không được chú ý trong tất cả các bộ phim truyền hình nổi tiếng nhưng anh được khán giả khen ngợi nhờ khả năng diễn xuất trong The Illustrated Crime Hunter. Bộ phim đưa Tan Chien Chi tiếp xúc với dự án bom tấn Sauvignon Blanc. Vì mùa đầu tiên quá thành công nên Crime Hunter đang gấp rút chuẩn bị quay phần thứ hai. Dàn diễn viên ban đầu đã xác nhận quay trở lại và đã hoàn thành 5 bộ phim truyền hình vừa, truyền miệng cộng lượng phát sóng trực tuyến. Trong 3 năm qua, The Star is Brilliant của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, Trăng Mọc Trên Biển, Những Ngôi Sao Thật Rực Rỡ, Mặt Trăng Mọc Trên Biển đạt điểm 7,7 trên đa bần và có 4,587 tỷ lượt xem trực tuyến. The Shark là một trong những bộ phim truyền hình đình đám năm 2022. Thành công của bộ phim đã giúp Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được đánh giá cao, trở thành những diễn viên sinh năm 1995 có tiến triển tốt nhất. The Brilliant Star và Do You Know đều được chuyển thể từ tiểu thuyết Caring for Chaos, kết hợp giữa âm mưu trả thù và đấu tranh gia đình. Khán giả nhất trí rằng dàn diễn viên của Ngôi Sao Rực Rỡ rất mạnh mẽ. U Lây đóng vai Linh Ba Hi bao dung và tàn nhẫn rất tốt, trong khi Triệu Lộ Tư lại ngọt ngào và dễ thương đến mức cư dân mạng phát cuồng. Cốt truyện của Brilliant Star càng chắc chắn và hấp dẫn hơn, kỹ xảo quay rất khí thế và chất lượng cao, từ diễn viên chính đến diễn viên phụ, kỹ năng diễn xuất của mọi người đều đạt điểm cao 7,7. Hiệu suất phát lại trên các nền tảng âm thanh và video lớn như Tenen và Netflix ở Trung Quốc khá ấn tượng. Dreamer 6 vừa, truyền miệng cộng view online. Trong 3 năm qua, Sauvignon Blanc của Dương Tử và Trương Vạn Di, mùa đầu tiên của Sauvignon Blanc đạt 7,8 điểm trên đa bần và có 3,611 tỷ lượt xem trực tuyến. Sauvignon Blanc là phim cổ trang có suất chiếu trực tuyến hay nhất năm 2023. Là một trong số ít phim truyền hình đạt được thành công lớn về mặt danh tiếng, độ nổi tiếng cũng như lượng phát sóng trực tuyến đã vượt mốc 3,6 tỷ. Điều hiếm thấy là chất lượng vẫn rất tốt. Sauvignon Blanc được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Tong Hua, cốt truyện được khôi phục rất giống nguyên tác, kỹ năng diễn xuất của các nhân vật chính đều là đỉnh cao. Mọi diễn viên đều xử lý vai diễn bằng cả trái tim. Được phổ biến, khoảng một nửa cuốn tiểu thuyết được quay ở mùa đầu tiên của
Sauvignon Blanc và mùa thứ hai vừa mới được phát hành nên chất lượng của mùa thứ hai của Sauvignon Blanc không bị giảm sút đáng kể. Mặc dù một vài tập đầu tiên của mùa thứ hai được cho là có nhịp độ tương đối chậm nhưng những cảnh nổi tiếng trong tiểu thuyết lại tập trung vào nửa sau của mùa thứ hai. Chúng tôi mong chờ mùa thứ hai của Sauvignon Blanc sẽ vượt qua kết quả của năm ngoái. Dreamer 7 vừa truyền miệng cộng lượng phát sóng trực tuyến trong 3 năm qua. Mengolu của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. Mengolu có điểm đa bần là 7,9 và lượng phát sóng trực tuyến là 2,205 tỷ. Lưu Diệc Phi không chỉ có những bộ phim múa rối chất lượng cao như The Story of a Rose và Go Where the Wind Is, mà Mengolu năm 2022 với sự tham gia của Lưu Diệc Phi và Chen Xiao cũng trở nên cực kỳ nổi tiếng. Nhịp điệu câu chuyện của Mengolu mượt mà, chất lượng quay phim thuộc hàng đỉnh trong số các phim múa rối cổ trang S cộng do Tenen sản xuất. Bảng màu của hình ảnh khá chất lượng, đạo diễn đặc biệt giỏi tạo hình. Bầu không khí mơ hồ và cảm giác máy ảnh khá cao cấp. Hơn nữa, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu trong Mengolu hoàn toàn là những CP thần thánh. Hai người diễn xuất thực sự rất tốt, đôi mắt bắt mắt chính là điều mà họ đang nói đến. Chẳng cần phải sáo rỗng để truyền tay nhau, chỉ cần nhìn nhau là đã đầy điện áp cao rồi. Dreamer 8 vừa truyền miệng cộng phát sóng trực tuyến trong 3 năm qua. Kang Lan Ju của Yu Su Shin và Wang Hedi. Kang Lan Ju có điểm đa bần là 8,1 và lượng phát sóng trực tuyến là 3,362 tỷ. Kang Lan Ju là bộ phim cổ tích được đánh giá cao nhất trong những năm gần đây. Với số điểm 8,1 trên đa bần, bạn có biết để một bộ phim cổ tích đạt được 8 điểm khó đến mức nào không? Lần cuối cùng là Chen Shizuan vào năm 2019 và Kang Lan Ju thực sự không hề dễ dàng. Lúc đầu cũng không mong được yêu ái, không ngờ đuổi theo hắn lại bị tát vào mặt. Kịch bản hay, dàn dựng chu đáo, trình bày cảm xúc rất tinh tế, khiến những câu chuyện cười cũ nảy ra ý tưởng mới. Sau Kang Lan Ju, có rất nhiều bộ phim truyền hình cổ tích như Long Moon Ember, Protect the Heart, Bảy Dịp Tốt Lành, v.v. Nhưng không bộ phim nào có thể đạt đến trình độ cao như Kang Lan Ju. Được đánh giá cao, ngay cả Walking with the Phoenix năm nay với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh cũng đã có chất lượng tốt rồi, nhưng Bí Mật Hoa Lan Xanh vẫn hay hơn. Những bộ phim truyền hình vừa truyền miệng cộng lượt xem trực tuyến trong 3 năm qua 9. Lotus Tower của Cheng Yi và Zhen Sanxi. Tháp Sen có điểm đa bần là 8,5 và lượng phát sóng trực tuyến là 3,114 tỷ. Tất nhiên không thể thiếu Tháp Liên Hoa. Lotus Tower gây bất ngờ trong khung giờ vàng mùa hè năm ngoái, chuyển thể từ tiểu thuyết của Đằng Bình. Đây là một chủ đề võ thuật hồi hộp, không có nhiều tình tiết tình cảm nhưng không có khoảnh khắc buồn tẻ nào trong cốt truyện. Hai nhân vật nam chính Cheng Yi và Zhen Sanxi đều tràn đầy tia lửa và câu chuyện có sức hấp dẫn lâu dài. Nhiều người đã theo dõi Lotus Tower và không khỏi xem lại lần thứ hai, lần thứ ba. Cốt truyện khó quên đến nỗi không ai có thể thoát khỏi bẫy. Tháp Hoa Sen cũng nhận được điểm cao 8,5 trên đa bần, trở thành một bộ phim hay được khán giả nhất trí công nhận. 10 bộ phim truyền hình vừa truyền miệng cộng xem trực tuyến trong 3 năm qua. Hoa của Hồ Ca và Mã Y Lợi. Hoa đạt 8,7 điểm trên đa bần và có 2,196 tỷ lượt xem trực tuyến. Hoa do đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ chỉ đạo, với dàn diễn viên sang trọng gồm Hồ Ca, Mã Y Lợi, Shin Chahi và Đường Yên. Hoa đã trở nên cực kỳ nổi tiếng khi mới phát sóng. Hoa 3 năm để quay, ngày nay hiếm có đạo diễn nào có thể bình tĩnh quay phim như thế này. Và Vương Gia Vệ đã làm cho Hoa giống như một bộ phim. Hoa kể về huyền thoại do nam chính A Bảo để lại vào đầu những năm 1990 khi mọi người đang tranh giành ngôi vị quán quân. Phong cách trong vở kịch rất độc đáo và tôi không thể tìm thấy phong cách thứ hai.
Hòa cũng được công nhận là phim truyền hình ăn khách nhất đầu năm, thậm chí còn đạt điểm cao 8,7 trên đa bần, lọt vào danh sách hay nhất trong số những phim hay nhất.